nữa. Ủa sao nhanh luôn. Chuẩn bị sẵn rồi cả nhà. Chỉ còn chuẩn bị một phần đấy. Phần của chị hả? Đúng rồi, phần này đặt phần cho em đây. Một phần dành cho nghe sumo. Nhất cái nách. Nhìn thôi là đã kích thích rồi mà mình còn... Ôi ôi, chị Nga em cũng vậy nên tại miệng luôn á trời. Là cái... cổ luôn chị. Cổ. Cảm ơn chị Liên. Rồi, quên Tú xin chào. Ủa, đây. Thì... Mọi anh chưa rửa đô là anh ngồi thêm. Đó. Đây, đây, đây là quán kế bên nha. Bị rồi, bây giờ là thanh niên này sẽ bị phạt. Mà em đứt dép luôn à. Thanh niên này á, chơi trò em bé tập đi 1, 2, 3 với mình ra. Thì Hùng đã bị thua và bây giờ Hùng sẽ bị phạt. Nhưng mà sao lại đập 1, 2, 3 vậy? Tại vì Lộc kêu đập 1, 2, 3 vì Lộc đưa chúng ta đến một cái quán ăn gọi là quán Cà Ri. Yeah, 1, 2, 3. Yeah, đây cả nhà ơi. Và địa chỉ ở đây cũng là 1, 2, 3. Địa chỉ 1, 2, 3 luôn. Số nhà 1, 2, 3 luôn hả? Đúng rồi, số nhà hả chị? À, vậy nhớ vậy. Phường 3, quận 8. Và hôm nay Hùng đã thua cho nên Nga sẽ phạt Hùng ăn một tô bún khổng lồ. Trời ơi, nó phạt chứ nó thưởng phạt. Phạt. Bữa nay là tô bún này vượt sức tưởng tượng của Hùng. Ghê hả? Nó phạt thiệt rồi. Đây, tô bún này đây, không phải tô bún đó nữa. Ủa sao nhanh luôn. Chuẩn bị sẵn rồi cả nhà. Cái này là rất là nhiều nha. Cái này là nguyên một nửa thau bún nè. Rồi xong mà trụng vô là nước lèo lên. Rồi thịt rồi đủ thứ vô là Hùng chuyến này tập, đi về có về. Đi về có về tập lắm đó nha. Dạ thôi vậy đã mình hỏi chị chủ thử okay. Coi cái tô đó nó có nhiều không. Đúng rồi do hỏi chị Liên thôi. Đây chào chị. Chào em. Rồi chị ơi thì hôm nay em đến đây là em thấy cái thau này là em cũng mè đó. Nhưng mà hôm nay còn một người nữa là chị này cũng đến ăn luôn. Thì chị có chuẩn bị một phần giống như vậy cho chị không? Chị có còn bún cho em không hay là hết chị này hết thôi nghe đi về. Còn chị còn chuẩn bị một phần đấy. Phần của chị hả? Đúng rồi, phần này đặt phần cho em đây. Một phần dành cho nghe sumo. Một phần đây dành cho nghe sumo. Một phần này của em luôn. Ok em chơi luôn. Trời ơi cái to đó còn nhiều không có em nữa chị Nga ơi. Dứt luôn. Dứt luôn, trời dung dứt luôn. Ok em nhưng chơi mà luôn. Chị Nga mới vừa ăn 7 tô bánh canh hả? Một tiếng trước rồi không sao, cái máy rồi. Ok. Giờ mình quay 2 tiếng đồng hồ mình có thể. Dạ. Rồi thôi vậy ok tùy ý chị Nga. Giờ mình tự hỏi chị Nga ấy lộn chị Liên về cái món cà ri đi. Vậy em thấy bên mình là cà ri mình nấu theo kiểu người Hoa hay sao chị? Hay là mình nấu theo kiểu người miền Nam? Nói chung là chị nấu theo cái vị cũng là người Sài Gòn. À người Sài Gòn. Đúng rồi, nó không quá ngọt cũng không quá béo. Mình nấu bằng nước dừa hay sao chị? Nước cốt đúng dừa. Đúng rồi, chị nấu bằng nước cốt dừa. Dạ. Ở đây em thấy là ngoài gà ra là có vịt nữa hả chị? Đúng rồi, ở đây chị như em thấy nè. Chị có gà, có vịt và có đặc biệt là cà ri bò. Cà ri bò. Là bò. Giống như bò kho không chị? Nó cũng không có giống đâu em. Nó cũng không có giống, đúng rồi. Nó là một vị cà ri đặc trưng của nó chứ không có giống như bò kho. Đặc trưng của vị cà ri. Đây nè anh Lộc. Cái bò. Em thấy bò, em bò thấy em thích rồi đó. Gân bò đúng rồi, em cũng thích gân bò lắm chị Nga ơi. Mà quán mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Quán bán từ 9 giờ sáng tới 9 giờ rưỡi tối. Dạ. Từ thứ 2 tới thứ 7 chủ nhật nghỉ. Chủ nhật à, chủ nhật nghỉ nha cả nhà. Địa chỉ đây em thấy đẹp quá. 1, 2, 3 cảm ơn. Nên quán lấy tên là 1, 2, 3 luôn. Đúng rồi, dạ. Cái quán là 1, 2, 3 đây chị cũng là 1, 2, 3 Dạ Nam luôn. Dạ. Ở đây là mình thấy có bò nè, rồi có này là... Đây là bò đây, bò nè, vịt nè, cái này là gà. Đó, chia chị chia ra. Phía dưới là có khoai hả chị? Đúng rồi, ở đây là khoai. Khoai này là mình đã chiên. Đây, và mình đã sau khi chiên thì mình bỏ vào nồi mình nấu luôn. À. Đúng rồi, cho nên nó có một cái màu vị như cái màu như thế này. Đây chị này chị... À chị khách. Mình ăn gì? Bốn đầu vịt. Ok, đâu giá thì đủ không? Giá chuẩn hay giá sống? Giá sống. Ok nghe. Ok nghe. Ở đây mình bán một phần thì giá bao nhiêu chị?
À, ở đây thì tùy em mình muốn ăn, ở đây có cái giá luôn. Ở trên đây của mình có menu, có luôn cái giá niêm yết trên đó luôn. Nếu mà mình ăn kiểu nguyên con, nguyên con gà mình có giá là 350. Đúng rồi. Cái cột bên đây là gà, cột bên đây là vịt ha. Còn cái này là giá bò. Có nguyên con bò. Chưa có em. À, chị Nga ăn cái tô này hả? Đã không quá lận là đời người là chị đã cái gì chị chọn được là chị đâu, bây giờ quay đầu nhìn lại. Đúng rồi. Tại nhìn lại cũng đâu thay đổi được gì đâu. Lên okay. Chị đây là chốt nha. Chốt nhất. Chị Liên. Ok. Mình có một lời hẹn ước với chị Liên dịp sau nha, mùa sau nha cả nhà. Trời ơi, cái này là mấy phần bún. Để phải lấy cái này là 4 phần đó em. Để em lấy vũ khí mới được. Cái này là 4 phần. Cái này là 4 phần đó em. Trời ơi, chị nhận cho nó là chị nhận cho cái giá của chị. Trời ơi. Mà em có một tô à, giờ sao ta? Giỡn một tô rồi em mình có tới hàng. Em ăn trong tô này và Hùng với anh biết trong cái bát này. Thôi trời. À ở trong chị còn một cái tô nữa. Nó giống như là một cái tô sành á. Mà nó nhỏ hơn cái này tí xíu. Chốt không được rồi. Chạy em yên tâm chị có một cái tô. Hùng với em cho anh chị á. Ôi. Sốt ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục. Cái tô nhà vẫn hơn. Vẫn là cái tô. Ok ok. Rồi hai tô. Rồi hai tô. Rồi có vẻ là thích cũng hơn đúng không chị Liên? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị ơi, chị xe qua cho đều đi chị. Ok là theo ý Hùng là đúng chị, rồi. Chị Liên cho một ít cũng cho em qua Hùng cho đều đi. Đúng okay, rồi. Ok ok, chị thấy chia đều luôn. Đi. Nếu mà mình đã vậy lát nước lèo vào thì nó sẽ bị nó nhìn nó lở ra anh. Chị Nga mới ăn 7 phần rồi. Thì cho Hùng ăn tô này đi, chị Nga tô này. Ok, không. Em quân tử mà em đã hứa với chị Liên rồi, em phải không cái tô đó. Cái này không có xi nhê. Bây giờ chị lấy bún bên nấu qua bên đây cho okay. Nó bằng luôn đi chị. Chị Liên bắt một xíu bún bên nấu qua đây là thích rồi. Để em giữ trọn lời hứa chị rồi, đủ rồi. Ok. Ok. Quá hay luôn chị Nga ơi. Mình làm sao mà mình nói với khán giả được, trước mặt khán giả mình không có thể nào. Ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ em ăn gừng những cái gì mà mỡ mỡ. Ok, mỡ mỡ. Mình rất là thích mỡ mỡ gương gương ở nhà, mềm đúng không chị Liên? Mềm. Mềm. À, chị cắt bự bự cho em nhìn mềm giả vô. Chị mới giao 60 phần. Đâu? Ồ, chợ 60 phần giao bằng xe taxi luôn á chị. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Chở container chứ. Em vui tính rồi nha chị Liên. 60 phần tới một mình chị sẽ gắn máy đâu có chở hết được. Mấy cái mỡ mỡ. Okay. Ở đây đó, thường những ai hay đặt số lượng lớn chị? Chắc là 3 thôi chị, nó đã. Sao em? Ở đây thường những ai hay đặt nhiều phần bên chị á? À thì ở bên mấy cái tiệm này bà Đâu Quý ở ngoài Lê Hánh Tôm á. Tiệm này bà Đâu Quý Lê Hánh Tôm á. Thì đã tới đặt bên chị là 60-80 với lại cái spa thẩm mỹ viện Awa ngay đường Trường Đạo á. Đặt cũng là 80 phần, có khi 100 phần. Ồ, vậy thì cả nhà nếu muốn đặt thì liên hệ số điện thoại. Đúng rồi, ở trên đây luôn. 246-810 nha. Nó mềm thì cắt bự bự. 0941-246-357. Không, em đâu là 0941-246-810. À, 246-810. Ồ, hay quá. Dở đưa ý nè. Hai số đen. Wow. Okay. Rồi, đủ rồi. Rồi, chị cắt cho em ít cái cổ gà. Em ăn hình tay đó thôi. Ok ha. Rồi. Đời em là hành nhiều quá rồi. Đó, chị đợi. Giòn. Cái nào là của Nga? Cái này của em, này của Nga. Xuất sắc luôn người ơi. Wow. Có cần lấy dĩa lót rồi. Không, không, không cần. Không cần. Chị có ăn hết tô này bao giờ? Chưa. Chưa hài luôn. Chưa hài luôn. Qua có huyết nữa kìa. Có huyết vịt. Đây là huyết vịt nha, huyết dẻo. Chị đừng lấy béo. Không lấy béo. Ồ, chị lỡ rồi. Chị lỡ sao nữa. Không mà cái sau nè. Trời ơi, nhìn nó nuốt có độc đặc ghê. Ok. Như là chị cố tình làm cho em một tô nhiều thịt, em sẽ tha thứ với chị. Ok chị, nha. Chị cắt thêm ít cổ gà vô. Một lát đó chị bỏ cái chén riêng cho em ha. Đừng có dính cái đầu nha. Ok. Dạ, tô của em chị cũng lấy là đủ 3 loại luôn. Có nghĩa là ví dụ cái này chị Nga chỉ lấy bò nhiều nè, thì chị lấy ít bò lại. Ít bò lại, với mấy bà qua gà với vịt luôn. Ok. Dạ.
Giỏi vậy, phổ thông luôn hả? Hồ Sơ Lộc. Tài dắt. Tài dắt. Ở đây chị một phần á, chị sẽ bỏ vào trong một cái giống như một cái xô nhỏ này cả nhà. Sau đó chị sẽ trục và chị vào, cho vào trong cái tô khách bán cho khách. Đúng rồi. Khách ăn gì chọn mình sẽ cắt vào đây ha. Dạ. Và sau đó mình sẽ bỏ vào vô trong cái lồng này. Dạ. Mình trụng cho nó nóng. Ok. Mình ăn đủ ba loại luôn, bò, gà và vịt luôn. Ăn chung được không chị? Được em. Dạ. Ồ. Quá chất lượng luôn. Chị được lấy nước béo cho em. Ok. Cái này là mình học từ ai không, hay là mình tự mình nghĩ ra mình cái nước lèo này chị? Ồ không, cái này thì mình với ông xã mình. À, chị với ông xã. Đúng rồi, chị với ông xã chị. Thì hai vợ chồng cũng bắt đầu mình, chị thắc mắc tại sao cái món cà ri của mình á, thường á, cái đặc trưng của nó là phải ngò, phải béo ngậy. Thì thật sự là lúc đó chị ngay mùa dịch mà. Dạ. Cái thời điểm dịch đầu mùa á. Dạ. Thì chị mới bắt đầu, chị nói ông xã chị á, thì lúc đó ở nhà nấu đồ ăn, thì chị nói tại sao cái món cà ri này á, nó phải ngọt, phải béo, phải ngậy, tại sao nó không thể nào mà nó vừa đi để cho mình ăn nó không bị ngấy. À. Ăn bữa nay bữa sau mình ăn tiếp. Đó. Còn cà ri á, theo quan điểm là chị về quê chị ăn á, thường là mình múc một cái chén của mình ăn rồi thôi, chứ mình không có thể nào mình ăn mỗi ngày được. Dạ. Thế là hai vợ chồng chị tìm tòi. Thì cũng may là có một người anh nữa, thì mình cứ thử nấu chung rồi mình mỗi người thêm một ý kiến vậy đó, thì mình chỉnh được cái vị như ngày hôm nay. Để mà ăn nhiều mà không bị ngấy. Đó là cái ăn mà không bị ngấy và mình có thể ăn mỗi ngày được luôn. Dạ. Không ăn huyết không? Ăn luôn gì? À sao chị múc em thấy em vừa thôi. À tại em thấy nước béo quá. Không quá, chị lấy huyết thôi. Dạ ok, lấy nước béo. Lấy nước huyết rồi. Huyết vịt ngon mà mình phải ăn chứ. Hai miếng hành nữa nè. Rau vô. Ok là nha. Rồi. Em ăn cái này xong không bụng em ăn cơm. Đúng rồi, em sẽ ăn một cái đùi gà chiên dầu nữa. Rồi, cái này chị vào nha. Mình xin phép được bắt đầu. Đi. Ngon quá chị Liên. Trời ơi, tự nhiên cái chấm mấy cái gà bò lên đi. Nhức cái nách. Nhìn thôi là đã kích thích rồi mà mình còn ngửi được cái mùi đó nữa. Ôi giời ơi. Đúng rồi. Đây. Mình sẽ thêm một tí xíu cái sa tế vào. Trộn lên luôn. Trời ơi cay lắm vậy. Lòng ơi anh hại em rồi. Ôi ôi. Chị Nga. Em cũng vậy nên tại miệng luôn á trời. Anh ơi, ở đây ghi là thêm 2 bánh mì. Dạ đúng. A few moments later. Em mời cả gia đình mình nha, mời. Dạ, mời cả nhà, mời chị Nga, mời Quốc Lộc ăn nha. Ấy ớt 2 hay là 1? Dạ. Dạ 1 thôi. 1 thôi chị. Cái nước nó là không? Nó không giống như cà ri của người Việt Nam, truyền thống của Việt Nam. Mình thấy nó có một cái màu đen đen giống như là cái quá béo nữa. Cái này là quế cái gì nè ta? Hoa hồi. Hoa hồi, hoa hồi. Cái màu đen đen này nha, nó thơm á. Vịt đó chị. Bữa nay ngày được ăn huyết á. Nay chị Nga huyết vịt hơi bị nhiều quá. Ờ. Có rau. Có rau. Cay không chị? Nước chấm này cay không? Cay. Đúng không? Wow. Công nhận nước lèo này á, nó không có giống như những cái món bún cà ri béo khác nha. Cái vị của nó sao ta? Nó có thêm cái mùi hoa hồi anh Lộc. Nó không quá nồng cái mùi cà ri. Nước cốt dừa. Nhưng mà chỉ làm không bị quá béo.
chị Nga giống như là mới ăn clip đầu nữa, vẫn là những cái cú hút thần thoại đó. Mà nó có kiểu hợp từ Sài Gòn đúng không? Thì nó nóng mà, sao chị em nói chị không có cúp gì còn nóng luôn á. Không phải làng nữa. Người tắt 3 giây. Nằm quá, bình phẩm nó rớt xuống dưới, rớt. Thôi mà nóng như này, chết bình phẩm luôn. Bò, tôi cho con miếng giá rồi cô. Giá, giá. Dạ. Giá sổ tên chứ. Dạ, giá. Bên này đấy. Con nó bị đụng luôn á. Giá trộn bò gân nó chấm ngon quá nè, cay chua, cay với chua không nghe được mùi mặn quá, không nghe được vị mặn của muối luôn. Ở đây cả nhà sẽ có đầu gà đầu vịt nữa, nên cả nhà nào ăn đầu gà đầu vịt thì mình cứ gọi nha, tại vì mình quay YouTube á, quay YouTube không có thể để đầu gà đầu vịt được nên mình không có quay được cảnh đó. Cái bò này nó hơi dai xíu nhưng mà khi mình nhai 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 một hồi thì kiểu như nó sẽ giống như là một cô gái mà chịu chấp nhận buông bỏ mọi thứ để mà theo một chàng trai á. Nhiều quá. Huyết. Ôi trời ơi. Thì nó cái miếng thịt bò. Cổ luôn chị. Cổ. À. Cảm ơn chị Liên. Ừ, cái lâu cho cả nhà xem nè. Đó, dạ, đưa em đông rồi. Mai có cổ gà luôn. Dạ. Cổ mấy con gà này nhiều thịt lắm. Cổ gà. Cái nước ngon quá. Dớp. Thôi. Thấy được cái phần thịt ở dưới luôn. Đúng là chị Nga sẽ đổ nước vào cho Hùng chứ. Mình đâu có tặng mấy người đâu. Đúng không Thanh Niên Nga? Đúng rồi chị ơi. Ở xin lọc này. Rồi, tưởng tượng lọc. Chị Nga mà có cái tính hay thăm ngàn các anh em mình chắc chắc luôn. Rồi đó, chị Nga chị không có tính thăm ngàn nữa. Em quốc mình là mình ăn mình ăn mà. Chị tự thăm ngàn cho chị thôi. Trời ơi, cái ấm có hay quá. Wow. Đồ chị Nga hấp quá là nhanh luôn, bún nó tiêu hao rất là dữ luôn á. Mà trong đây cũng thấy cay nữa nè. Ừ. Chứ không không phải là chấm với cay nha. Cà ri thường nó phải cay cay theo. Trong đây nó cũng cay đúng không chị? Đúng rồi, cà ri của chị thì nó có cái vị cay nhẹ trong đó. Ừ. Nhưng mà nếu mà khách không ăn cay sao ta? Chắc là không ăn được. Đúng rồi, nếu mà thì nó khe nhẹ thôi. Nhưng mà khách mà không thể nào mà ăn tí cay cũng không được thì chỉ có là chịu thôi. Cái này bị đặc trưng. À, ok chị. Nếu mà không ăn mà, không ăn cay được. Thì mình có thể là lúc mà các bạn đặt á, ví dụ mình đặt một cái số lượng mà cho nhóm cho team mình đó thì các bạn có thể đặt trước để nhận là không có lấy cay. Để lên chị Liên nấu cái phần không cay. Rồi. Mấy cái màu đen đen trong đây là cái bột hoa hồi đúng không chị hay là cái gì đó? Cái đó là bột cà ri. Bột cà ri. À bột cà ri. Cái đó là bột cà ri. Gia vị cà ri đó. Ăn vậy thì lập kỷ lục mới của quán chị Liên rồi. Chị một ngày khoảng 5 khách như tụi em thôi. Một ngày 5 khách như tụi em là quá đã luôn. Rồi ngon quá ngon. Rồi cái người là miếng giá sống rồi. Tự nhiên bữa nay mình ăn được nào. Giá sống rồi. Ăn cà ri nên cẩn thận, nó sẽ văng mọi người. Mà áo trắng á. Cà ri ơi, Nguyên Nga đã sợ rồi. Bánh sao? Ok. Cái áo này cũng sao đó. Nhưng mà bây giờ cà ri cái gì giặt đều có thuốc tẩy mà, đúng không? Rồi. Thường mà. Wow. Tay mà vẫn muốn giống nha. Hoặc là lôi cuốn. Nó đi như là cái bụng mình đó. Nó không nghe mình đâu. Dạ. Còn mấy miếng gà ở đây cũng
kiểu như chị sẽ nấu, hình như cũng có nấu với cà ri hay sao nhà, nên nó thơm thơm thoang thoảng của cà ri. Trước ướp già với bọt cũng cùng gia vị đó, cho nên tạo ra cái hương vị nó tươi tươi và ngon. Dạ. Cố lên. Chị Nga ngừng hết rồi. Mình cũng đang phải ráng ăn, ăn kiểu mỏi tay luôn á, tại vì dùng đũa quá nhiều. Mình gắp được thức ăn nó nhiều, nó nặng lắm. Dạ. Tối ưu trong một cái clip thì mình có thể là tăng cái sức hút của mình lên. Sức hút kìa hồi. Nóng á. Thấy không? Phải không? Mình gắp vào cả nhà. Nhưng mà dưới đây lúc mình hút lên nóng. Nóng á. Tuyệt vời. Trang, Trang, Trang quay dùng cái. Em bỏ giá sống rồi ăn rất là ngon. Chị ơi, chị Nga ăn nhanh dữ gì nha. Có đâu. Để cho cái trứng nhất luôn thôi. Đang cố dĩ theo chị Nga nè. Nè không? À, cảm ơn chị. Thôi rồi. Nó thật vui nghe đã vậy. À, cay quá. À, thôi đi. Cay á. Yeah. Đây là cái clip đầu tay. Ê, lâu lắm rồi bé bấm giờ mới xuất hiện trong khung hình của ba người. Bé bấm giờ. Thấy biệt danh này là Trang nhớ nhớ hoài luôn á. Đúng rồi. Bé bấm giờ lại về nói cậu lâu đi. Ôi, Trang mang tay. Tại vì cái miền Trung là Trang có biệt danh mới. Em muốn đá thì cũng hồng quá. Mấy anh đi này. Nhưng mà Trang cho phép là trong nhóm mà. Tại vì cho nó là trong nhóm gọi còn thấy dễ thương, người nào gọi là giống như đang chửi mình vậy đó. Cũng giống như những người da đen gọi nhau là đó. Nick. Đúng không? Chứ người da trắng gọi là đâu được. Hey. Cho nghe ăn nhiều như thế này mà có thể là chia sẻ với nhiếp làm sao mà ăn nhiều như thế này mà mình lại được không mà đúng không? Em nói một ngày là em nhận được câu hỏi này có phải là ít nhất là 400 câu hỏi này. Em có tiêu huyết gì luôn. Mấy người bình luận á. Em ăn xong em đi với Hùng. Hùng đi đâu em đi đó, Hùng đi uống nước em đi uống nước, Hùng đi uống bia em uống bia. Đi đâu em đó, đi tới tối khuya về. Chắc là trong hoạt động nhiều quá. Ủa em cũng hoạt động nhiều. Tụi em ăn xong rồi em đi vòng vòng, đuổi nhau đi cà phê, trà sữa, nước miếng, sinh tố. Miếng vậy. Đây là một cái hình thể mà đi xem phim nữa. Gái mà uống. Dạ. Anh mà không mập. Như chị đây nè, thích không khí là cũng mập. Ai cũng nói em vậy mà em cũng muốn mập lắm thật. Em ăn á, ví dụ như bây giờ muốn 5kg em ăn lắm 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 luôn á. Em ăn được 2kg, làm ngay lúc đó rồi. Còn em ngủ qua một đêm nó còn vấn đề là muốn không. Hình thể quá đáng mà. Quá đáng. Cay quá. Em thấy bò ngon à? Quá. Ngon quá. Ai nhỉ? Cho con xin ly trà đá đi. Trà 2 ly cũng được à? Con cảm ơn. Không, wow. Là mình chắc mình sẽ nhận cái danh hiệu nữ hoàng trà đá. Còn những danh hiệu khác mình không nhận. Mà về đây rất là thích uống trà nha, từ đó. Trời, trà đá Việt Nam mày đỉnh. Ở bên đó là em thấy chị Nga hay uống coca, dạ, với bia thôi. Uống coca nhiều quá không có tốt. Mày nói vậy. Dạ, yeah, cảm ơn. Có chè. Chè. Oh. Hết rồi. Đó là quay làm một ngày rồi. Ôi,
với cổ vũ là cổ vũ cho Hùng thôi. Chị Nga không cần đâu. Sao mà công nhận quay clip nhanh thì Nga cũng có nhiều cái lợi lắm. Mình sẽ quay được nhiều quán nè. Rồi nó tiết kiệm thời gian. Dạ. Sao thì mình đỡ mỏi tay. Dạ. Su. Camera đỡ mỏi tay. Em đi clip nhanh. Ta su. Ta su. Ta su. Ta su. Ta tiêu này ta su. Tôi chưa tiêu rồi. Chưa tiêu rồi. Tôi chưa hoàn rồi. Chưa hoàn rồi. Nên hoàn đi hai không? Đang rồi. Đi trái thì đi rồi. Mấy rồi. Lý hai. Lý hai. Sâu. Chưa thấy đâu lý hai. Lý hai. Sâu. Sâu phang. Cứ bèo tá xuống một quân lý. Nướng chưa teo chưa? Tê à, tê à, tê à. Người tí phụ không họ? Người tí phụ hai họ. Da đẹp à? Đúng rồi. Điện sư cũng cho là wow, điện sư hay cu nhẹ. Cô đang đen. Đúng không? Có chưa? Không, cô đang đen gì không? Đây, đúng là người Đài Loan. Em mới vừa order thêm một năm ngàn cho không á. Mình sẽ đút ngoài khỏi màn hình. Rồi, mời chị ngang nha. Em nhớ là em gọi một kế em ạ. Trong những cái quán thì em thấy quán này là đại ca không ăn là chị này. Thật sự. Mình xin gấp những bò chỉ làm vậy em ăn về. Ôi, cái nước ngon quá. Wow, thơm ngon tới giọt nước cuối cùng. Thật sự luôn á Lộc ơi. Cái nước không quá béo để cho mình bị ngán đúng không? Đúng vậy. Nghe máu lửa rồi. Nước mía không chị Nga? Đây có thì em ơi. Chị nước mía đó của wow. Anh đó không? À. Đúng rồi nè. Đảo quá. Hết. Sạc. Bao nhiêu phút rồi trời? Có 15 phút rồi. Mình xin múc một ít để mình ăn ở đây rồi lát mình đưa cho bé em nha. Bé em lại yêu chưa ăn. Cà ri bò. Đây cho bé em miếng. Xong cái con 47 phần này nha này. Hello. Con 44 phần. Bây giờ em sẽ dùng cái cắm này. Và ngồi với một. Mình không thể nào khỏi em mà được. Còn mình thì phải cố gắng ăn nhanh. Trước khi chị gọi thêm. Chị Nga là vậy nha. Không phải là mình sợ tốn kém hay gì hết. Nhưng mà mình lo sức khỏe. Mỗi lần mà chị ăn xong trước mình là rồi, quen Tú xin chào. Ố đây. Thì à mình ăn chưa rửa đô là anh bồi thêm. Đó. Đây, 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 đây là đó, quán đó, kế đó. Bên nha. Đúng cái quán, đúng cái tính chất âm nhạc của cái quán. Đó, anh này là làm cơm rất là ngon, quán kế bên luôn. 121 đúng không anh? 121 dạ Nam. Dạ, dạ. Nhờ Trang bảo. Chị có ăn cái đùi vịt này, nó là siêu phẩm ở bên đây luôn á. Em sẽ chính là em với lại anh Lộc không có thăm ngàn nha. Cái này là quán tự thân. Ngon lắm luôn á chị thì. Không, em cái này là anh gọi á. Tại vì cơm này phải ngon lắm, phải giới thiệu chị Nga trong chuyến này thôi. Cái này là đại ca thăm ngàn luôn nè. Chị ăn thử cái vịt này thử đi. Cái da với đồ nó rất là khác. Qua mới ăn mì vịt. Bây giờ Nga ăn thôi là em em order giùm á. Cơm ngon lắm chị. Chị thử một miếng thôi rồi chị hẳn ăn tiếp tại vì em biết là món này là chị Nga không hảo. Vui thôi. Nhưng mà chị Nga phải thử một xíu đi. Ok. Ờ. Năng nỉ luôn á. Năng nỉ luôn à. Ăn thử đi. Sao? Mà là đầu tiên anh nhận anh Lộc anh đi kêu mà anh không hề nói gì với em cả nên em đâu biết đâu. Ngon. Giòn. Thấm vị không? Được không? Cơm chiên cũng ngon lắm. Cơm ráo lắm chị, tách ngọt luôn. Anh lo ăn cái này rất là lâu năm rồi. Ừ. Đã dặn hết cái này. Thế chứ cơm. Cái này mỗi thứ Lộc ăn. Thế chứ cơm em gọi ra để em ăn á. Nên chị Nga cứ ăn thưởng thức đi. Vịt là ngon á. Kiểu giống như em ăn cảm giác giống là vịt quay mà kiểu như Bắc Kinh đó. Bên trong cái thịt nó màu hồng nè. Ủa ăn mà ghê không? Để sau rồi giao thịt với Bắc Kinh. Phải đi Bắc Kinh ăn. Mì chiên.
Busy. Busy. Sang hai. Cố lên Hồng ơi. Chị nghe đang chị hỏi là ăn nhảy được, nhảy là quá ghê. Bạn nhún nhảy. Đó là biểu cảm đó chị. Rung mạnh đó. Trời ơi, em thấy cái clip sexy của La Hùng chưa? Mẹ ra. Em đã áp dụng những kỹ năng của khá mạnh á. Vô và nhảy. Ghê lắm. Rồi thanh niên nãy hả? Nhảy bao nhiêu luôn. Em phát hiện ra là anh Vũ có học những skill của em. Có skill một vòng giới đốc đó. Có vừa. Luôn có một cái sức hút mạnh liền với Vũ cho nên mình phải cố gắng. Đúng rồi anh. Nữ công gia chánh. Đúng rồi. Bữa đó đi ca nên anh Vũ vẫn còn mặc đồ đàn ông á. Chứ mà về nhà là anh Vũ mặc cái đồng màu hồng. Đồ đốc giả lên nhảy cho Dương coi á. Ủa mà có cái clip đó gì ta? Đây. Nghe cái gì Như nó gửi. Ồ. Mà Như gửi. Cái clip đó xưa của anh Vũ đăng trên cái tác phẩm. Dạ. Vui rồi. Lúc đầu coi chung thích thì nghe kêu Vũ đợi thế là mình cười. Vậy ai mà uống cái ông đồng mà còn như cái màu hồng đốc giả nữa cuối cùng. Nhìn đâu thấy anh Vũ? Nhìn đâu thấy anh Vũ thấy dữ luôn. Cái gì vậy? Tính đem lên cho cộng đồng mạng coi luôn hả? Không, cái lượt này cho luôn, cho coi luôn. Trời ơi, luôn. Vũ ơi. Thôi cái này em xin phép nhỏ tiếng lại nha. Chứ đến mọi người nha. Qua nè, qua nè, qua anh từ từ anh. Từ từ, hút sau nha, quần quại lắm. Em không thể nào nói tiếng được. Anh có nghe chưa? Ồ. Rồi rồi. Là đọc sẵn về em thích nhạc vô. Em giữ hoàn toàn. Tại nhà này có tiếng. Các người đến mọi người. Wow. Bữa em vô em sẽ ăn một tô nhưng mà em sẽ ăn bánh mì. Sức hùng là hút hết cái này xong rồi ăn thêm cơm, vịt nữa. Nói nha, nhà chốt nha. Nga hẹn với Liên là đợt sau Nga sẽ đến ăn một cái tô giống như hồi nãy là cà ri bò nhưng mà bự hơn rồi, chắc là phải bự hơn. Chắc là không phải bún là đầy luôn. Đúng rồi, đầy luôn, thịt đầy luôn, đầy luôn. Nhưng mà năm mẫu bánh mì dài đúng không Nga? Bánh mì dài. Bánh mì này hả? Năm mẫu bánh mì dài. Hút đồ ăn. Rồi ok, chốt đơn với Nga nha. Chốt đơn nha. Yeah. Ồ, chốt đơn. Mình bắt tay Hùng. Mình bắt tay Hùng. Mấy lần hỏi ra. Bốn mắt nhanh lắm. Chậm dưới. Trước ngon quá phải hút hết nước của mình. Mình sẽ bị cảm giác bị ngon. Cái mặt của mình ở trong cái lòng to. Mình bảo mình. Cái to là nó to và cái lòng nó sâu. Lòng sâu. Sâu lòng. Nhớ từ sâu lòng á. Qua, cố lên, cố lên. Cái tô này nó bự á chị, ăn xong nó nặng. Nặng thế người. Tô này nhiều lắm đó. Một cái phần này là tương đương với lại 4 phần bình thường. Dạ. Rất là nhiều, tô như vậy chứ rất là nhiều. Mà cái này là 4 phần đó, chứ không có lao thì. Dạ. Cố lên không? Dạ. Cố lên. Coi nó như là một người vô lông này con gặp bằng nụ hôn đồng trái nút vô. Rồi. Đâu có nó tiếng gì xa xa. Chị nghe có nghe tiếng gì xa xa không? Có, nó nói nữa đâu. Qua rước cùng đi. Xong. Nhất lầu. Hết rồi. Yeah. Dạ, kết thúc. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Xuất sắc. Yeah. Wow. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Xe một con. Dạ, uống nước đi em. Uống nước xong rồi Hồng tiếp tục sẽ là ăn cái phần nó cái phần cơm rồi. Đúng không Hồng? Dạ. Ôi trời ơi. Cái này mới là trùm lắm nghe luôn á. Ghê hả? Rồi chắc là chị nghe nhận xét đi chứ. Nhưng mà phải quen chứ. Nhưng mà phải quen là cái mượn mới
xem. Ở nhà ơi, lần đầu tiên mà hôm nay á, Nga được Lộc dắt đi ăn bánh canh Gia Lai. Có thể là cái clip của Nga sẽ không có lên. Rồi tới cái clip kế của cái clip bánh bún cà ri của Hùng. Tại vì Hùng á thì một tuần ra tới 7 cái video là cả nhà. Còn Nga thì một tuần chỉ 3 cái thôi. Cho nên á, có cái clip của Nga là Nga cũng còn khá khá clip ở trong máy. Cho nên Nga sẽ ra, mình muốn ra cái nào thì mình ra thôi. Thì sẽ là không có đồng hành với lại cái clip này. Nhưng mà hôm nay chính Lộc đã đưa Nga đi ăn bánh canh Gia Lai. Thì sau đó vài tiếng thì tụi Nga có qua cái tiệm ở đây. Hiện tại đang ngồi ở đây là quán 123, địa chỉ đúng là 123 luôn. Để mà ăn cái bún cà ri với lại Phinh Đi Hùng. Thì đặc biệt là hôm nay là mình được hai bé đưa đi đến hai quán và quán nào cũng ngon. Và Nga đã ghi lại cái địa chỉ trong trí nhớ của mình rồi, để lần sau Nga sẽ làm những cái video về những cái quán ăn này. Từ cái lời giới thiệu của hai bé thì Nga cũng thấy là đồ ăn ở đây là khá là đa dạng. Đa dạng không phải là thịt hay là cái gì cả, đa dạng về cái gia vị. Cái gia vị á, khi mà mình ăn á, mình cảm giác là có cái nhiều cách đoán lắm. Cũng như lúc nãy nè, Hùng nhìn vô Hùng đoán, đó là hoa hồi đó, nhưng mà cuối cùng chị quán ra nói cà ri đó. Tức là mình nhìn nó như vậy nhưng thật ra nó không phải là như vậy. Mình nhìn nó đơn giản nhưng thực ra nó chứa được một cái tinh hoa kết hợp giữa vị của người Hoa. Ba của chị Liên là người Hoa, người gốc Đài Loan. Còn chị kiểu như là tiếp xúc và như là lập gia đình người miền Tây, và chị sống ở Sài Gòn, cho nên chị kết hợp ba vị ba miền khác nhau, tạo nên một cái hương vị đặc trưng của cái quán 123 này. Đó thì Nga cảm thấy là ngon. Dạ. Đây là lần thứ hai mình quay lại đây rồi. Lần đầu thì chị chỉ có vịt và gà thôi, mà lần này thì có thêm món bò nữa, cà ri bò. Được chị lấy từ những khúc gân của bò đó nha. Ăn nó vừa dai mà cũng vừa dẻo nữa. Và khi mà kết hợp tất cả các món ăn đó chung với lại cái nước chấm này thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác nó đỡ ngấy, đỡ ngán hơn cả nhà ơi, khi mà ăn cùng với nước chấm. Và cũng như chị nói là cái cách mà chị nấu nó sẽ làm cho món ăn nó không phải là đậm hương vị như là người miền Nam, nó sẽ gây ngấy khi mà ăn về sau. Thì quán của chị sẽ thì ngược lại cả nhà. Chị tìm cách để mà chị nghĩ ra nó đỡ béo hơn, đỡ ngấy hơn để mà mình có thể ăn mỗi ngày luôn. Thì còn chần chờ gì nữa, địa chỉ rất là dễ nhớ: 123 Dạ Nam, phường 3, quận 8. Nếu có dịp cả nhà hãy ghé qua để trải nghiệm thử một trong ba món gà, vịt hoặc bò, hoặc cũng có thể là kết hợp ba cái lại với nhau giống như Funny Hùng. Ok. Rồi giờ thì mình sẽ về để tiếp tục những dự định tiếp theo nha cả nhà ơi. Thế nên mình có cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mới thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event, hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mình hãy đăng luôn kênh Funny Hùng Vlog và kênh top của Võ Sư Lộc và kênh Nghe Sumo. Đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 16 Võ Sư Lộc và Nghe Sumo. Và hai TikTok ngắn là Phân Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong những sắp tới như các bạn có bất cứ thế nào thì để lại bình luận comment, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm giúp cho cả nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.